Hello anh em, hôm nay sẽ cho anh em ngắm mấy chiếc xe nha của ông anh mình. Hôm nay mình ra đây mình chơi, sẵn có dịp mình chở theo để nó vệ sinh xe cho ông anh luôn ha. Ok anh em, đây đang làm xe nha anh em. Này mình đang vệ sinh cho nó sạch đó anh em, để lâu năm không đi á, vệ sinh cho nó sạch. Dung dịch mình sử dụng đó là của Đức nha anh em, của Đức hết luôn nha anh em, xe Đức, xài ở Đức nha. Đó, cho nó sạch, anh em nhìn đi, sạch bông luôn nha anh em. Đây mình từ Sài Gòn ở Nha Trang chơi nha, sẵn làm luôn cho anh em coi sạch bông nè, thấy không anh em. Đó, anh em mình nhìn là cái tay này nha, vô liếm luôn á, vô liếm luôn em. À, rất là sạch đó anh em. Ở đây là có mấy con đẹp đẹp nữa nha, cho anh em coi nha. Mấy con này nhiều người cũng khoái mà, phu chờ đúng không anh? Nghe nó phu chờ này bữa nay lên 9-8-9 chục rồi đúng không? Không phải phu chờ kia kìa, con này cũng tiếc mà. Phu chờ này thường đúng không? Thường, còn cái phu chờ kia kìa, phu chờ này giờ nhiêu anh? Phu chờ này giờ bấy nhiêu nó bán. Cho lấy bọc ra cho anh quay cho anh em chiêm ngưỡng thôi. Xe ở đây là chỉ để chân thôi chứ không có đi đâu nha. Ảnh là ảnh đi ô tô không à. Phải không anh? Làm gì có. Đó. Rồi, đầu tiên là cho anh em ngắm chiếc Future. Thì cái này những anh em nào thích thì thích, anh em nào không thích thì thích. Đẹp. Đẹp nha. Rồi. Chiếc này là chiếc gì đây anh? Coi. Xe điện hả? Xe điện anh. Cái này của ai đi? Anh đi luôn á. Cái này xe điện của hãng X-Men. Rồi, xe điện này bỏ đi. Đây là con Sonic. Anh em hay gọi là sôi nước á. Mời cho anh em coi. Rồi, quay cho anh em coi Sonic ha. Anh em clip mời xe thì vô coi. Xe của mình ảnh nha anh em. Đây có mấy chiếc xe. Đây xem mình ha. Anh em coi xe mình luôn ha. Rồi. Xe mình thì coi ngán rồi, bây giờ coi mấy xe này đây, Sonic. Này cá mập nách. Mình là xe ở nhà mình là cá mập xịt bòn. Nó vệ sinh sạch sẽ luôn. Thì anh em nào qua rửa xe thì biết cu này ha. Đây đi theo mình chơi sẵn hành thì ở đây luôn. Dắt anh chiếc Yaris lại ơi. Ở đây cũng có chiếc Yaris giống nhà mình nè. Đây nè, đúng rồi, ở đây cho đẹp. Lát làm clip up tóc tóc. Xích xuống xíu, xích xuống chỗ Sonic. Vậy đẹp chưa? Đó. Da dép. Rớt dép là nổ. Cũng nổ không? Rớt dép nè. Rớt dép. Cho rớt dép nổ nè. Ôi chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu không? Chìa khóa đâu đại ca? Rớt dép em, rớt dép nổ. Rớt dép là nổ. Rớt dép là nổ. Rớt dép đâu hay rớt cái giỏ. Rớt dép là nổ. Rồi, xong. Để lòng đi. Con này để lâu không đi đạp cực kỳ mệt, tại nhà em cũng có chiếc nên em biết. Để lâu không đi đạp nó hơi lâu. Đạp nửa tiếng, hầu khi cách tiếng. Có khi đạp cả tiếng luôn anh. Sao tiếng được. Rồi giảm cân. Đô. Để lâu không đi là đạp mệt. Thank you.
Sonic là nổi tiếng trong giới racing rồi. Racing. Racing boy, I am racing boy. Rồi ok cho anh em ngắm xe một vòng ha. Sau khi vệ sinh xong cất chân nha anh em, chứ xe này không có chạy đâu nha anh em. Những anh em mua mấy xe này sau này mua lại là ngon nè. Rồi đang vệ sinh con Sonic. Đây vừa chạy ra. Rồi ok anh em ha. Anh em muốn nghe tiếng cá mập thì cho anh em nghe tiếng cá mập. Lên cặp đèn này là bao sáng luôn á. Cho anh em ngắm à. Coi cho đỡ ghiền nha anh em. Mình thấy nhà mình có ba đứa dù gái hay trai là ba đứa là đủ rồi. Ba đứa là đủ rồi ha. Này là hai thì nè, thể loại Interbon cũng có, mô tô không có lớn cũng có. Đủ thể loại chơi đỡ dễ. Anh em đủ thể loại chơi dễ rồi. Ok tạm biệt anh em nha. Mình cũng đuối quá rồi, mình sẽ nghỉ ngơi. Xịt nó ra đang thui ghê đi bi. Ơi ghê thật chứ. Nè, anh em thấy dơ chưa? Anh thấy chiếc xe để lâu mà nó dơ chưa? Quá dơ. Dơ cái này nó ra liền anh, nó ra dơ kinh khủng luôn. Anh nhìn nè. Kinh khủng luôn á. Ra thật. Rồi ok anh em ha.